xong mà bắt cơ để kéo lưới là kéo lưới lên các bạn ạ. Rồi.
Nóng quá thôi các bạn ơi. Quá cá trời luôn các bạn ơi, hôm nay anh em sẽ thức trắng đêm nay để gờ cong với gờ cá rồi. Cá đóng ở toán tắng xóa ở ngoài kia luôn nè. Tháo lưới xuống để cái mái để thả lưới tiếp. Đây là hai người để bao giấy để khi nào anh em mình để tới đây. Đây là con ghẻ, là ghẻ nó quấn nhiều mặt em. Con cá đâu to bạn ơi. Cá đóng, nó đóng tối mới cả lưới lại. Giờ rất chỉ là khó các bạn ạ. Quả thằng đi lưới rồi, thằng đi nghỉ rồi. Thằng đi nghỉ rồi, thằng đi sáng rồi. Chay rồi. Quả. Đây, cá ôm rồi các bạn à. Cá đông nhiều quá. Chắc đêm nay anh em là thức trắng đêm rồi. Cá ghẻ đóng đầy rồi.
đây là có cần nhớ các bạn à, mà mình cả không cẩn thận thì nó mà sóc thì có gì mà khóc thôi. Sao mà bao năm mà khí sát chấn quả tao vậy bà, hai con gì đó quả bạc đó, quả bạc vạc cáo. Ô quả con vạc cáo không tới hôm nay em con hơi hiến em vàng. Đây, các bạn à, đây đang con một đống lưới đang chưa đỡ sóng, cá ghẹ đây là những số cá anh em đã gửi ra và chưa lửa ra, tí nữa anh em mình mới lửa, tí nữa anh em mới lửa cá ra, phân loại ra cá ra.